Hello cả nhà. Ở bên này mình sẽ cùng tìm hiểu về một cái công nghệ của AWS gọi là Amazon S3 Transfer Acceleration. Đây là một cái tính năng rất là hay nếu các bạn cần upload một cái dữ liệu lớn trên Amazon S3 thì bạn có thể consider sử dụng cái công nghệ này ha. Thì đầu tiên là nếu mà một cách nguyên thủy á, là mình sẽ có một S3 bucket ở trên AWS Cloud. S3 ở đây ha. Giả sử đây là một cái cloud ở bên Singapore region. Và các bạn ở Việt Nam ở đây. Các bạn ở Việt Nam ở đây các bạn thấy có thể là dùng giả sử là dùng console này, dùng AWS console. Và các bạn có thể dùng là CLI hay là SDK để tương tác với upload hay là delete hay put hay get update gì đó vào cái S3 bucket này. Thì tất cả các tương tác này sẽ đi qua đường over internet. Và như các bạn biết thì nhiều khi Internet giữa Việt Nam và quốc tế nó không được tốt lắm thì sẽ gây ra vấn đề là có thể là đường truyền nó thấp quá, xử lý nó lâu, upload nó lâu hay đồng bộ nó lâu hay là thao tác nó khó khăn á. Thì ý niệm của Amazon S3 Transfer Acceleration này là sao? Là thay vì các bạn upload một đường đi Internet từ Việt Nam qua bên Sing này nó rất là xa thì AWS họ có một cái gọi là cái hệ thống là add location. Add location. Thì add location này nghĩa là sao? Có nghĩa là nó rải rác mà giống như các CDN nằm ở over the world. Thì nhiều khi các bạn ở Việt Nam đây các bạn thấy thay vì đi đường sinh thì các bạn đi qua đường này nó rất là gần hơn chẳng hạn, nó gần hơn chẳng hạn. Thì giữa các add location ở đây này, add này thì đối với iOS thì là thông qua hệ thống backbone của Amazon, cho nên là hệ thống này có latency rất thấp và high throughput là cái đường truyền nó cao, cho nên nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí, tiết kiệm được cái thời gian khi các bạn upload từ Việt Nam, giả sử là từ Việt Nam lên trên S3 nó sẽ nhanh hơn. Thì ý nghĩa của công cụ này có thể hỗ trợ các bạn là truyền truyền tải dữ liệu lên trên Amazon S3 nhanh hơn ha. Thì bài tới mình sẽ demo cái S3 Transfer Acceleration này nó hiệu quả như nào ha. Cảm ơn các bạn.